Vâng, xin chào toàn thể anh em. Và ngày hôm nay miền Bắc của chúng ta lại bắt đầu mưa. Và chắc chắn là trong miền Trung và miền Nam cũng đang không khí rất là mát mẻ và cũng đang là mưa. Và đây là những cái cây sim rừng mà mình được trồng lên chậu như thế này. Và đây ạ, tay tán cảnh rất là đẹp rồi. Và chỉ chờ các anh em của chúng ta gọi điện để mà nhà vườn sẽ ship tới tận nơi cho quý anh chị em. Ưu điểm của phía bên mình là các anh chị em của chúng ta được kiểm tra hàng và nhận hàng thì chúng ta mới thanh toán cho shipper. Đó. Còn phí vận chuyển thì các anh em sẽ gửi cho bên shipper nhé. Đây, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Mình sẽ quay để anh em của chúng ta hãy mua về chơi. Đây. Đấy, cây tán tàn rất là đẹp rồi đây. Và đây như anh em của chúng ta nhìn đây, đây là quả sim rừng nhá. Cho nên cây này chúng ta mang về vừa chơi được, vừa ngắm hoa, vừa để tạo không khí mát mẻ cho khuôn viên nhà của chúng ta, cũng như là giá trị dinh dưỡng của từ quả sim. Đấy, rất là nhiều luôn, rất là nhiều, tay tán rất là đẹp này. Thế nên anh em của chúng ta hãy liên hệ vào số điện thoại trong video này và để đặt hàng, cũng như là để đăng ký cây để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn các anh em đã quan tâm và theo dõi.